kết thúc sẽ là một bài hòa tấu rất là sôi động. Mong quý vị các bạn cho nhóm Vi Lộc một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn phần tham gia biểu diễn của nhóm guitar Vi Lộc rất nhiều.